Xin chào tất cả các bạn. Trong video này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách đọc nến ở trong Brightion và những mẫu nến thực sự mang lại hiệu quả trong giao dịch theo phương pháp Brightion. Trước khi đi vào nội dung chính của video thì các bạn hãy bấm nút đăng ký và bấm hình quả chuông để không bỏ lỡ mỗi khi mà mình ra video mới nhé. Và các bạn cũng đừng quên để lại comment về những kiến thức mà các bạn còn thắc mắc ở trong mỗi video để chúng ta có thể cùng thảo luận. Ok, chúng ta cùng đi vào nội dung chính luôn nhé. Chúng ta hãy cùng bắt đầu với câu hỏi: tại sao việc đọc mô hình nến lại là yếu tố quan trọng bậc nhất ở trong Brightion? Đó là bởi vì mô hình nến thì phản ánh trực tiếp được những cái hành động của phe mua và phe bán ở trên thị trường. Và cụ thể hơn thì các mẫu hình nến khi mà hình thành thì nó cho chúng ta thấy được những gì đang diễn ra ở trong một phiên giao dịch hoặc một khoảng thời gian nhất định của thị trường. Từ đó thì chúng ta có thể tìm kiếm những cái tín hiệu giao dịch. Trước khi tìm hiểu về cách đọc nến ở trong Brightion và những mẫu nến quan trọng mà các bạn cần nắm được ở trong Brightion, thì dành cho một số bạn mới tìm hiểu về các mô hình nến, thì đây chính là cấu tạo của một cây nến Nhật tiêu chuẩn. Một cây nến Nhật tiêu chuẩn thì sẽ gồm hai thành phần chính là thân nến và bóng nến, hay còn gọi là dâu nến. Mỗi cây nến tiêu chuẩn thì được tạo thành từ 4 mức giá là giá mở cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa. Thì khi mà giá mở cửa cao hơn giá đóng cửa sẽ hình thành cây nến tăng, và ngược lại, khi mà giá mở cửa thấp hơn giá đóng cửa sẽ hình thành một cây nến giảm. Ở trong 4 mức giá trên thì giá đóng cửa là mức giá quan trọng nhất, bởi vì nó sẽ quyết định xem là hình dạng của cây nến đó như thế nào, và đó sẽ là cây nến tăng hay là cây nến giảm. Thì nếu mà bạn có thời gian, các bạn có thể xem thêm về cấu tạo chi tiết của các mô hình nến cũng như là quá trình hình thành của một cây nến Nhật ở trong video bí kíp đọc nến Nhật mà mình đã làm trước đây. Thì mình sẽ để video này ở phần mô tả để cho những bạn nào cần xem nhé. Vừa rồi là cấu tạo đầy đủ của một cây nến Nhật tiêu chuẩn. Nhưng trên thực tế thì sẽ có một số cây nến nó lại có cấu tạo đặc biệt ở phần thân nến hoặc là bóng nến. Và thường thì đây chính là những cây nến mà sẽ mang lại cho chúng ta những tín hiệu để giao dịch. Nhưng trước khi học về cách đọc nến để tìm kiếm cơ hội vào lệnh trong Brightion, thì có một thông điệp cực kỳ quan trọng mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Đó là đừng bao giờ giao dịch chỉ dựa vào các mô hình nến. Thì mình thấy rất nhiều trader mắc phải một sai lầm rất nghiêm trọng, đó là vào lệnh chỉ dựa vào những mẫu hình nến, dẫn đến kết quả giao dịch sẽ không được tốt. Thì đó là bởi vì khi mà đọc nến thì họ chỉ quan tâm đến cấu tạo của cây nến mà lại bỏ quên các cái yếu tố khác rất quan trọng như là xu hướng hay là khung thời gian hoặc là vị trí hình thành của cây nến. Như mình đã từng chia sẻ trong video trước thì việc kết hợp các yếu tố ở trong Brightion là một điều cực kỳ quan trọng và nó sẽ quyết định đến thành công của bạn ở trong Brightion. Vậy thì chúng ta nên kết hợp các yếu tố nào để việc đọc nến ở trong Brightion sẽ trở nên dễ dàng và hiệu quả nhất ạ? Thì có rất nhiều cách đọc nến khác nhau, nhưng theo kinh nghiệm thực tế của cá nhân mình thì trong Brightion, việc đọc nến sẽ chỉ mang lại hiệu quả cao nhất khi mà nó được thực hiện tại các key level. Tại sao lại như vậy ạ? Bởi vì như các bạn đã biết thì hai điểm quan trọng nhất ảnh hưởng đến kết quả giao dịch của chúng ta đó là điểm vào lệnh và điểm thoát lệnh, đúng không ạ? Và hai điểm này thì đều được xác định gần các cản hay là key level đấy ạ. Vậy nên trong video này mình sẽ tập trung chia sẻ với các bạn cách thức để kết hợp việc đọc nến tại các key level như thế nào để mang lại hiệu quả cao nhất, và chia sẻ với các bạn đâu là những mẫu nến sẽ giúp các bạn kiếm được lợi nhuận ở trong Brightion. Chúng ta cùng đi vào một số ví dụ cụ thể nhé. Mẫu nến đầu tiên mà mọi Brightion trader cần phải biết đó là mẫu nến có bóng nến dài. Thì mẫu nến có bóng nến dài mà mình muốn nhắc đến ở đây nó sẽ có hình dạng như sau. Phần bóng nến nó dài hơn rất nhiều so với phần thân nến. Và đối với các mẫu hình nến loại này thì phần bóng nến càng dài thì nó càng cho chúng ta tín hiệu rõ ràng hơn. Có rất nhiều bạn đã bắt gặp mẫu nến này với những cái tên như là nến búa, shooting star hay là pin bar.
thì các bạn có thể sử dụng bất cứ cái tên nào mà các bạn muốn. Nhưng điều quan trọng mà mình muốn nói đến ở đây đó là chúng ta phải hiểu được cái mẫu nến này nói lên điều gì. Vậy thì chúng ta sẽ sử dụng cái mẫu nến này như thế nào ạ? Ở trên biểu đồ này thì khi mà các bạn quan sát góc trái của màn hình, các bạn sẽ dễ dàng nhận thấy là giá tạo một vùng cản khá rõ ràng. Và khi mà giá quay trở lại kiểm tra vùng cản này thì chúng ta có thể quan sát để tìm kiếm một cơ hội giao dịch. Nhưng vấn đề là khi mà giá tiệm cận vùng cản này thì sẽ có hai khả năng có thể xảy ra, đó là giá có thể phá cản hoặc là chạm cản và bật ngược trở lại. Vậy thì công việc của chúng ta sẽ là quan sát phản ứng của nó tại cản này để quyết định xem là chúng ta nên giao dịch tại vùng cản như thế nào. Trong trường hợp này thì khi mà giá tiệm cận đến vùng key level này, chúng ta có thể nhận thấy một số hành động giá như sau. Thứ nhất là xuất hiện các cây nến có thân nến nhỏ dần, cho thấy là đà của giá đã yếu dần khi mà giá tiến gần tới cản. Thứ hai là xuất hiện một cây nến có bóng nến dài, thể hiện việc giá đã từ chối vùng cản này. Và ngay sau cây nến này thì giá đã giảm rất là mạnh. Vậy cụ thể hơn thì theo Bryson, cây nến này thể hiện điều gì ạ? Thì phần bóng nến dài cho chúng ta thấy là tại vùng cản này, phe mua đã cố gắng đẩy giá lên cao hơn nhưng đã thất bại và hoàn toàn yếu thế so với phe bán. Và cây nến có bóng nến dài này thì có thể là kết quả của sự chốt lời của những trader thuộc phe mua khi mà giá gặp vùng cản. Hoặc đây thì cũng có thể là việc một số trader thuộc phe bán bắt đầu nhảy vào thị trường. Hoặc nó có thể là kết hợp của cả hai yếu tố trên. Thì ở trong ví dụ này, những hành động giá không chỉ được thể hiện qua mẫu nến pin 3 được hình thành tại vùng cản, mà nó còn được thể hiện qua momentum của giá được giảm dần khi mà giá tiệm cận đến vùng cản. Nhưng mà trong video này thì mình muốn các bạn tập trung hơn vào việc đọc hành động giá qua một số mẫu nến tại các vùng cản. Còn về yếu tố momentum thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cụ thể hơn ở trong một video khác nhé. Ok, chúng ta cùng qua một ví dụ khác nhé. Ở trên đồ thị này thì các bạn có thể thấy là giá đã tạo thành một vùng hỗ trợ rất là rõ ràng trước đó khi mà nó đã có 3 lần chạm cản và bật lên. Sau đó thì khi mà giá quay trở lại vùng cản này một lần nữa, chúng ta có thể nhận thấy một số cái hành động giá như sau. Cây nến đầu tiên khi mà giá chạm cản là một cây nến giảm mạnh, nhưng mà có phần bóng nến dưới cũng khá là dài, cho thấy áp lực mua đã xuất hiện tại vùng giá này. Mặc dù vậy thì nó vẫn chưa thắng được áp lực bán, do đó thì cây nến này vẫn là một cây nến giảm. Tiếp theo đó thì cây nến thứ hai là một cây nến có bóng nến dưới rất là dài, cho thấy phe bán một lần nữa muốn đẩy giá xuống, nhưng rất nhanh chóng thì phe mua lại nhập cuộc để đẩy giá lên. Và trong lần này thì phe mua đã thể hiện ưu thế hơn khi mà nó không chỉ tạo thành một cây nến có bóng nến dưới dài, mà nó còn tạo thành được một cây nến tăng màu xanh. Và kết quả là sau đó thì giá đã đảo chiều và tăng mạnh ngay sau đó. Tiếp theo là một loại mẫu hình nến cũng mang lại hiệu quả rất cao ở trong Bryson, đó là một cụm nến gồm nhiều cây nến có bóng nến dài. Thì cấu tạo của cụm nến này đơn giản là được tạo thành từ nhiều cây nến có bóng nến dài mà chúng ta vừa nói đến ở phần trước. Vậy thì khi mà cụm nến này xuất hiện tại các vùng cản thì nó cho chúng ta thấy diễn biến gì ạ? Đó là giá đã nhiều lần bị từ chối khi mà gặp cản. Từ đó thì cho chúng ta tín hiệu giá đã thất bại trong việc phá cản và khả năng đảo chiều xảy ra rất là cao. Ví dụ ở trong trường hợp này thì khi mà giá quay trở lại vùng cản thì đã xuất hiện một cụm 4 cây nến có bóng nến dài xuất hiện liên tiếp, cho thấy là giá đã liên tục từ chối vùng hỗ trợ này khi mà lần thứ hai quay trở lại kiểm tra. Và điều này thì mang đến cho chúng ta một cơ hội bay lên rất là tốt ở vùng giá này. Mẫu nến tiếp theo mà chúng ta sẽ tìm hiểu ở trong video ngày hôm nay đó là mẫu nến nhấn chìm, hay có tên tiếng Anh là Engulfing Candle. Thì như tên gọi của nó, mẫu nến này đơn giản là có thân nến rất là dài và nó nhấn chìm toàn bộ một hoặc là một cụm cây nến trước đó. Phần bóng nến thì rất là ngắn so với thân nến hoặc là không có bóng nến.
chúng ta sẽ có hai loại nến nhấn chìm, đó là nến nhấn chìm tăng và nến nhấn chìm giảm. Vậy thì chúng ta sẽ sử dụng mẫu nến này như thế nào ạ? Ở trên đây các bạn có thể thấy là hai vùng đỉnh ở phía trái màn hình tạo thành một vùng kháng cự khá là rõ ràng. Và khi mà lần thứ 3 giá quay lại kiểm tra vùng kháng cự này thì nó xuất hiện một số hành động giá như sau. Thứ nhất là cây nến tiệm cận vùng cản, nó có thân nến nhỏ hơn, nó cho thấy là momentum của giá đã yếu dần. Và tiếp theo đó là một cây nến màu đỏ có thân nến rất là dài, nó bao trùm toàn bộ cây nến xanh trước đó, nó cho thấy là tại vùng cản này lực bán đã xuất hiện rất là mạnh. Và ngay sau đó thì giá đã đảo chiều giảm rất mạnh, đúng không ạ? Thì cây nến nhấn chìm giảm này là một cái tín hiệu rất là tốt cho chúng ta thực hiện lệnh bán khi mà giá tiệm cận và phản ứng tại vùng cản này. Còn ở trong ví dụ này thì các bạn có thể thấy là sau khi mà giá phá qua cái đỉnh này để nó hình thành một cấu trúc tăng thì nó đã biến cái vùng kháng cự này thành một vùng hỗ trợ. Và khi mà giá quay trở lại kiểm tra cái vùng hỗ trợ này thì chúng ta có thể nhận thấy một số hành động giá như sau. Đầu tiên là việc các cây nến có thân nến nhỏ dần cho chúng ta thấy là momentum đã yếu dần khi mà giá kiểm tra cái vùng cản này, đúng không ạ? Cái hành động giá thứ hai đó là xuất hiện một cây nến nhấn chìm tăng có thân nến rất là dài, nó nhấn chìm hoàn toàn cụ ba cây nến trước đó. Thì cây nến này cho thấy một lực mua rất là mạnh tại cái vùng cản này. Thì đây là một cái dấu hiệu rất là tốt để chúng ta thực hiện một lệnh buy. Và sau đó thì các bạn cũng có thể thấy giá tiếp tục tăng rất là mạnh, đúng không ạ? Một mẫu nến nữa cũng rất hay được sử dụng ở trong Prediction, đó là mẫu nến Inside 3. Thì mẫu nến Inside 3 này nó là một mẫu nến đôi, trong đó thì cây nến sau nó có cả bóng nến và thân nến nằm gọn ở trong cây nến thứ nhất. Thì điều này cho chúng ta thấy là momentum của giá đã giảm so với trước đó. Vậy thì chúng ta sẽ làm gì khi mà gặp mẫu nến này tại các vùng cản ạ? Ở trên đồ thị này thì các bạn có thể thấy là với hai vùng đỉnh ở phía bên trái này nó đã hình thành một cái vùng kháng cự khá là rõ ràng. Và khi mà giá quay trở lại kiểm tra vùng kháng cự này lần thứ 3 thì chúng ta thấy xuất hiện những hành động giá gì ạ? Đó là một mẫu nến Inside 3 với cây nến thứ hai là một cây nến giảm, nó có thân nến và bóng nến nằm gọn ở trong cây nến thứ nhất. Điều này thì cho chúng ta thấy là đà tăng của giá đã bị chững lại khi mà giá kiểm tra cái vùng cản này. Và các bạn có thể thấy là ngay sau khi xuất hiện cái mẫu hình nến Inside 3 tại cái vùng cản này thì giá đã giảm rất là mạnh ngay sau đó, đúng không ạ? Thì đây chính là một cơ hội bán rất là tốt cho chúng ta tại cái vùng cản này. Một điểm nữa các bạn cũng có thể dễ dàng nhận thấy khi mà sử dụng cái mẫu hình nến Inside 3 này, đó là với việc cái cây nến thứ hai thường nó sẽ có cái thân nến và bóng nến khá là ngắn so với cây nến trước đó, thì nó cho chúng ta một cái lợi thế, đó là cái điểm dừng lỗ của chúng ta khi mà thực hiện với mẫu nến này thì thường nó rất là ngắn. Từ đó thì lệnh giao dịch của chúng ta sẽ đạt một tỷ lệ RR tốt hơn, đúng không ạ? Ok, vừa rồi là 4 mẫu nến mà theo kinh nghiệm của mình thì thường sẽ mang lại hiệu quả rất là cao ở trong Prediction. Thực ra thì còn một mẫu nến nữa thì cũng mang lại hiệu quả rất là cao ở trong Prediction, đó là Fakey. Nhưng mà mẫu nến Fakey thì có lẽ sẽ phù hợp hơn khi mà mình trình bày với một nội dung khác. Vậy nên mình sẽ chia sẻ với các bạn ở trong một video khác nhé. Và trong quá trình giao dịch thì để nâng cao hiệu quả của việc đọc nến hơn nữa thì các bạn cũng có thể kết hợp sử dụng các cái mẫu hình nến này với nhau. Thì chúng ta cùng đi vào một số ví dụ cụ thể để hiểu rõ hơn về cách thức chúng ta kết hợp các mẫu hình nến trong quá trình đọc nến nhé. Ở trong trường hợp này, khi mà giá tiệm cận vùng hỗ trợ phía dưới này thì nó xuất hiện một số các hành động giá như sau. Đầu tiên thì các bạn có thể thấy là xuất hiện những cây nến với thân nến nhỏ dần, cho thấy là cái đà giảm của giá đã yếu dần khi mà giá tiệm cận cản. Thứ hai là nó xuất hiện một cái cây nến pin 3 tại cái vùng hỗ trợ này. Nó cho chúng ta một cái dấu hiệu là giá đã từ chối cái vùng cản này.
Và ngay sau đó thì là một cái cây nến nhấn chìm tăng với thân nến rất là dài. Và cây nến này thì bao trùm toàn bộ cụm ba cây nến trước đó. Nó cho thấy là có một cái lực mua rất là mạnh tại cái vùng cản này. Thì kết hợp ba cái tín hiệu hành động giá này, nó cho chúng ta một cái tín hiệu mua rất là tốt khi mà giá chạm cái vùng cản này, đúng không ạ? Và các bạn có thể thấy là ngay sau đó thì giá đã đảo chiều và tăng rất là mạnh. Ngoài ra thì nếu mà các bạn tham gia thị trường với tư cách là một người thuộc phe bán, và giả sử là bạn đã bán được ở một cái vùng giá phía trên này, thì với những cái tín hiệu này thì đây cũng là một cái tín hiệu rất là tốt để các bạn có thể chốt lời và thoát khỏi thị trường. Thì như mình đã chia sẻ ở phần đầu video, thì việc chúng ta kết hợp đọc nến ở những vùng kháng cự và hỗ trợ không chỉ giúp chúng ta mang lại cái tín hiệu để vào lệnh, mà còn cho chúng ta cái tín hiệu để thoát lệnh rất là tốt, đúng không ạ? Ở trong ví dụ này, các bạn có thể thấy là trước đó thì giá đã phá qua cái vùng kháng cự này với một cái lực tăng khá là mạnh, đúng không ạ? Và hiện tại thì giá đang có xu hướng giảm điều chỉnh. Vậy thì chúng ta có thể tìm kiếm cơ hội vào lệnh khi mà giá quay trở lại tiệm cận cái vùng cản này và xuất hiện những cái hành động giá. Chúng ta cùng quan sát nhé. Như các bạn thấy ở đây thì sau khi mà giá tiệm cận gần đến cái vùng cản này, nó đã xuất hiện một số hành động giá như sau. Đầu tiên là những cái cây nến giảm này nó có thân nến nhỏ dần, cho thấy là đà giảm đang suy yếu khi mà giá tiến gần đến vùng cản này. Thứ hai là xuất hiện một cái cây nến doji, nó cho chúng ta thấy là có sự lưỡng lự giữa phe mua và phe bán tại gần vùng cản này, đúng không ạ? Và sau đó là một cây nến pin 3 với bóng nến khá là dài, nó cho thấy là lực mua đã xuất hiện mạnh hơn tại cái vùng cản này. Và ngay sau đó là một cái cây nến với thân nến khá là dài, một cây nến tăng, đúng không ạ? Thì nó cho thấy là áp lực mua đã tăng dần tại cái vùng cản này. Thì với những cái mẫu nến đã xuất hiện, nó cho chúng ta những cái hành động giá khá là tốt để chúng ta có thể thực hiện một lệnh buy tại cái vị trí này. Thì chúng ta sẽ thực hiện một lệnh buy và đặt điểm dừng lỗ ở phía dưới chân của cây nến pin 3 này, và thử để một cái tỷ lệ khoảng 1:3 nhé. Và nó cũng ở phía dưới của cái vùng cản phía trên này. Như các bạn đã thấy thì sau khi mà giá tăng lên và tiệm cận đến cái vùng cản phía trên này thì giá đã giảm xuống rất là mạnh, đúng không ạ? Mặc dù vậy thì nó cũng chạm được cái target của chúng ta. Và sau khi mà giá chạm vùng cản này và giảm xuống một lần nữa, thì các bạn có thể thấy một số cái hành động giá cũng tương tự như lần trước. Đó là những cây nến nó có thân nến nhỏ dần, cho thấy cái đà giảm lại suy yếu khi mà giá tiệm cận lại vùng cản. Ngoài ra thì cũng có một cái cây nến pin 3 với bóng nến khá là dài, đúng không ạ? Thì chúng ta cùng quan sát thêm những cái tín hiệu khi mà giá chạm cản nhé. Ở lần giá kiểm tra cái vùng cản này lần thứ hai thì các bạn có thể thấy là những cái hành động giá cũng ủng hộ rất là tốt cho việc thực hiện một lệnh buy khi mà giá tạo thành những cái cây nến với thân nến nhỏ dần. Đồng thời ngay sau đó là một cây nến doji, đúng không ạ? Tiếp theo đó là một cây nến pin 3 với bóng nến rất là dài. Và thậm chí ở lần này thì cái mẫu nến pin 3 nó còn đẹp hơn mẫu nến pin 3 lần trước với một bóng nến rất là dài, đúng không ạ? Và ngay sau đó là một cây nến tăng, cho thấy phe mua đang nhập cuộc mạnh mẽ hơn tại vùng cản này. Vậy thì đây cũng là một cái cơ hội để chúng ta có thể thực hiện một lệnh buy. Và ở lần này thì chúng ta lại đặt dừng lỗ ở phía dưới chân của cây nến pin 3 này. Và target thì chúng ta sẽ đặt tương tự như lần trước, đó là đặt ở phía trước cản này một chút. Các bạn có thể thấy là sau khi giá chạm vùng cản phía trên này một lần nữa thì giá lại có cái dấu hiệu giảm trở lại, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta cùng quan sát thêm cái diễn biến của giá như thế nào nhé.
Như các bạn thấy ở đây thì sau hai cây nến giảm là liên tiếp những cái cây nến tăng rất là mạnh và giá đã phá qua cái vùng kháng cự ở phía trên này. Thì rất có thể sau khi mà phá cản thì giá sẽ tạo một cái nhịp tăng tiếp tương tự như lần trước, sau đó thì mới quay trở lại kiểm tra cái vùng cản. Thì đó là cái thời điểm các bạn có thể quan sát phản ứng giá tại vùng cản và tìm kiếm những cơ hội giao dịch tiếp theo. Thì có lẽ mình xin được kết thúc cái ví dụ này tại đây. Nhưng mà trước khi kết thúc ví dụ thì có thể một số bạn sẽ thắc mắc, ở trong ví dụ này chúng ta có đôi lần thấy xuất hiện những cái mẫu nến nhấn chìm giảm, ví dụ như ở trong trường hợp này một cái mẫu nến nhấn chìm giảm khá là rõ ràng đúng không ạ? Hoặc là ở trong trường hợp này với một cái cây nến đỏ giảm rất là mạnh, nó cũng là một cái mẫu nến nhấn chìm giảm, nhưng tại sao giá lại không giảm sau khi mà xuất hiện hai cây nến này mà lại tiếp tục tăng ạ? Thì câu trả lời đó là bởi vì nó không nằm tại cái vùng cản quan trọng. Thì những cái vùng cản hay là key level mà chúng ta nên tập trung để quan sát hành động giá là những vùng cản mà nó cho chúng ta cái sự thay đổi cấu trúc của giá hay là thay đổi xu hướng của giá đấy ạ. Ví dụ như vùng cản này hoặc là vùng cản này. Thì đây là hai vùng cản mà nó có thể quyết định cái sự thay đổi cấu trúc tăng hoặc giảm của cái xu hướng hiện tại đúng không ạ? Ngoài ra thì như các bạn thấy trước đó là một cái cấu trúc tăng của giá, thì kể cả khi mà chúng ta thấy xuất hiện những cái mẫu nến giảm thì chúng ta cũng nên thận trọng, bởi vì chúng ta không nên giao dịch ngược với cái xu hướng chính mà nên tìm kiếm những cái tín hiệu giao dịch thuận theo xu hướng đúng không ạ? Ok, thì để kết thúc video ngày hôm nay thì mình xin được tóm gọn lại một cái nguyên tắc rất đơn giản về cách đọc nến ở trong correction mà mình tin là nó sẽ giúp bạn cải thiện được kết quả giao dịch rất là nhiều. Thì nguyên tắc đó là mẫu nến đẹp như thế nào không quan trọng bằng việc là nó xuất hiện ở đâu. Thì một mẫu nến bình thường hình thành tại một cái vùng cản mạnh với một cái cấu trúc giá rõ ràng thì sẽ cho chúng ta cái xác suất thắng cao hơn rất là nhiều so với khi chúng ta giao dịch với một mẫu nến đẹp nhưng lại được hình thành ở trong một cái cấu trúc thị trường không rõ ràng và nó không nằm ở vùng cản nào cả. Thì khi mà các bạn nắm được cái nguyên tắc mấu chốt này thì nó không chỉ giúp cho các bạn đọc nến một cách hiệu quả hơn mà nó còn tiết kiệm được 80% cái thời gian quan sát biểu đồ của các bạn. Thì trên đây là một số cái mẫu nến mà mình đã sử dụng ở trong correction và cách để tìm kiếm những cái tín hiệu giao dịch từ các mẫu nến này tại các vùng key level. Thì đây là những mẫu nến mà nó đã mang lại lợi nhuận cho mình khi mà giao dịch với correction, và mình hy vọng là qua video này thì các bạn cũng có thể hiểu được cách sử dụng và cũng có thể kiếm được lợi nhuận từ những cái mẫu nến và cách đọc nến này. Cuối cùng thì các bạn cũng đừng quên để lại những comment về những thắc mắc của các bạn khi mà các bạn đọc đến trong fraction, hoặc các bạn có thể comment bất cứ suy nghĩ gì của bạn về những kiến thức mà mình chia sẻ trong video này. Còn bây giờ thì mình xin được kết thúc video này tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo.